Một người tình nhỏ như em đâu mong được gì, đến với anh em nào muốn gì. Một người tình nhỏ như em như vì sao lẻ loi, không thể thắp lên cả bầu trời u tối. Một người tình nhỏ như em đâu mong là gì giữa những ngổn ngang cuộc đời anh. Một người tình nhỏ như em không thể níu chân anh, em chỉ làm được một điều là yêu anh hết thân em. Một người tình nhỏ như em không thể níu chân anh, em chỉ làm được một điều là yêu hết thân. Anh Đình, anh thích nhất là cái vẻ cứng đầu này của em. Để xem em cứng đầu với anh được bao lâu. Chưa ngủ hả? Tốt. Chưa ngủ thì kiếm chuyện làm đi. Cùng một lúc ngủ với nhiều người phụ nữ như vậy, anh không thấy bản thân mình dơ bẩn không? An Đình, em ghen. Em lấy tư cách gì mà ghen? Tôi nói cho em biết, em cũng chỉ là một trong số những người phụ nữ của tôi mà thôi. Tôi biết, tôi không là gì của anh cả. Tôi cũng không có tư cách gì để ghen những người phụ nữ kia. Chỉ là tôi cảm thấy anh thật dơ. Tôi kinh tởm mỗi lần anh đụng vào cơ thể của tôi. Bảo An, trước đây anh nhìn thấy Mai ngủ với người khác trước mặt anh, giây phút đó anh coi thường Mai như thế nào, thì bây giờ tôi đối với anh cũng y như vậy. Nhưng mà Mai là người bị hại, còn anh lại ngang nhiên dẫn gái về ngủ trước mặt tôi. Cầm thú hơn nhiều. Em đang so sánh chuyện tụi mình với chuyện tôi với Mai. An Đình, em thật là buồn cười. Mai là bạn gái của tôi, là người phụ nữ đường đường chính chính ở bên cạnh tôi 4 năm qua. Cô ấy phản bội tôi, tất nhiên tôi phải đau lòng, tất nhiên tôi phải hận cô ấy. Còn giữa tôi với em chẳng là cái gì hết. Em chỉ là người con gái tôi bỏ tiền ra bao nuôi thôi. Nếu anh chán tôi rồi thì vứt bỏ tôi đi. Chỉ vì một lời hứa ở bên anh đến khi nào anh chán ghét. Nếu không tôi đã rời khỏi anh rồi. Càng không muốn nhìn thấy lại cầm thú như anh. An Đình, có phải em rất coi trọng những lời em đã từng hứa? Tất nhiên, lời của tôi một khi đã nói ra nhất định sẽ không nuốt lời. Được, vậy thì tôi nói cho em biết, tôi cả đời sẽ không bao giờ buông tha cho em. Tôi sẽ hành hạ em, sẽ đay nghiến như mỗi ngày, tới chết tôi không buông. Tôi sẽ kiếm đủ số tiền đó để trả cho anh. Rồi cũng sẽ có ngày chúng ta không còn nợ nhau nữa.
An Đình, em với Mai là bạn thân với nhau có đúng không? Nếu tôi với Mai quay lại, em sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm đúng không? Tất nhiên, nếu như anh thật lòng thật dạ với Mai, tôi sẽ chúc phúc cho hai người. Còn nếu anh vì một lợi ích nào đó mà làm tổn thương cô ấy, thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ buông tha cho anh. Được, chính miệng em đã nói như vậy. Tôi sẽ ban cho em có hạnh phúc đó. Tôi sẽ bắt em nhâm nhi nó mỗi ngày. An Đình, nếu tôi với Mai quay lại với nhau thì em vẫn phải ngủ với tôi bất kỳ lúc nào tôi cần. Đây là cách tốt nhất để em thực hiện được các hai lời mà em đã từng hứa. Một người tình nhỏ như em đâu mong được gì, đến với anh em nào muốn gì. Một người tình nhỏ như em như vì sao lẻ loi, không thể thắp lên cả bầu trời u tối. Một người tình nhỏ như em đâu mong là gì, giữa những ngổn ngang cuộc đời anh. Một người tình nhỏ như em không thể níu chân anh, em chỉ làm được một điều là yêu anh hết thân em. Bảo An, anh dậy rồi. Thím ba đâu? Sao hôm nay không phụ em? Thím ba đang bận chăm cho Bảo Bảo. Với lại em cũng không muốn người lạ đụng tay vào. Em chỉ muốn mỗi mình em nấu ăn cho anh thôi. Vậy em có cần anh phụ em gì không? Dạ không, em làm gần xong rồi. Anh ra bàn ngồi đi, để em dọn ra cho. Ok. An Đình, ngồi xuống đây ăn với tụi mình luôn cho vui. Thôi khỏi, mình có hẹn rồi, mình đi trước nha. Hai người ăn vui vẻ. Thôi, ăn một tí đi. Mai phải dậy từ 5 giờ sáng để nấu đó. Đình ăn một miếng cho Mai vui nha. Qua đây, qua đây. Ừ. Cô Đình nè. Cảm ơn Mai. Đồ ăn ngon lắm Mai. Cảm ơn em. Đình ăn nhiều vô nha. Em cũng phải ăn nhiều vô. Dạo này nhìn em mớm lắm đó. Em nữa nè, ăn nhanh một chút, đừng có để người ta ăn hết của mình. À, Đình đừng nghe anh ấy nói bậy. Đình ăn đi, hết mình lấy thêm cho. Ở trong còn nhiều lắm. Đình cảm ơn nha. Cảm ơn nhiều bữa sáng. Nhưng mà Đình có hẹn rồi, Đình đi trước nha. An Đình, hãy luôn luôn nhớ, mày chỉ là vật thế thân của tao. Nếu như không có tao thì mày cũng đừng mơ có cơ hội mà trèo lên giường của anh ấy. Bảo An. Bảo An. Anh không sao chứ? Anh không sao. Anh đang treo thì tranh nó rớt xuống, anh với đeo đổi nó thì té. Bảo An, em xin lỗi.
tất cả là tại em. Chuyện qua lâu rồi, em đừng có nhắc nữa. Anh muốn ở một mình một chút. Em ra ngoài. Ôi, khoan nữa mày. Chân em sao chảy máu vậy? Em ngồi xuống đây. Ôi, áo rồi nè. Đau lắm đúng không? Mỹ nè. Phải dẹp đi mới được. Bảo An, đừng. Để lát em kêu thêm ba lên dọn. Không trách. Không phải anh đã đốt nó rồi sao? Bye. Bức tranh đó, hôm đó lợi dụng lúc em không để ý, anh đã cho người tráo nó. Mai, anh chưa bao giờ quên những kỷ niệm với hai đứa mình, cũng không đang tâm đốt bỏ những gì mình từng có với nhau. Cũng tại nơi này, anh với em đều đã từng cùng người khác. Anh xin lỗi nhưng mà anh đừng nói. Em biết là lỗi lầm em gây ra quá lớn. Em không đủ tư cách để xin anh tha thứ. Mời. Anh còn yêu em. Sao lại hỏi anh câu này? Em biết là lỗi làm em gây ra quá lớn. Em không đủ tư cách để xin anh tha thứ. Nhưng mà em muốn biết là anh còn yêu em. Anh chưa bao giờ quên em. Cả đời này cũng không bao giờ quên em. Em chỉ cần nghe vậy thôi. Bao lâu em cũng chờ. Em tin là một ngày nào đó anh sẽ vượt qua được mọi rào cản để quay về bên em. Được. Mai, tối nay là sinh nhật của Tuệ Minh. Em để với anh nha. Sao anh lại muốn ngủ em? Tại Minh nói với anh muốn em tham gia cùng. Với lại anh không đi với em thì biết đi với ai? À, em quên những người khác đi. Những người đó chẳng qua là không có em, anh mới cần họ thôi. Alo Kha, tao sẽ gửi cho mày một tấm hình. Mày tìm giùm tao ông họa sĩ nào cao tay một chút, vẽ lại cái tấm hình này như một bức tranh hoàn chỉnh giùm tao nha, như cũ luôn.
Ok, cảm ơn. Mời mọi người. Ôi, Kha. Sao lại là Mai? Cái thằng chết tiệt này. Anh em. Nói nghe nè, tao lỡ miệng nói với lại Mai á, là Tệ Minh yêu cầu Mai tới đây. Nên nhiệm vụ của mày là bây giờ đi kiếm Tệ Minh, bịt miệng Tệ Minh lại. Nói với Tệ Minh tuyệt đối không được nhắc gì đến An Đình. Nghe rõ chưa? Thà là mày kêu tao á đi cướp ngân hàng còn hơn á là mày kêu tao bịt miệng Tệ Minh lại. Kha, người phụ nữ của mình mà mình không bịt miệng được thì mày xưng danh giang hồ làm gì nữa? Sao lần nào rắc rối thì mày cũng đem tới cho tao hết vậy? Tao không cần biết mày làm cái gì. Hôm nay mai mà không vui tao sẽ hỏi tội mày. Ok. Hên cho mày đó, Tuệ Minh vừa mới nghe điện thoại của ai. Lái xe đi đâu mất tiêu rồi. Đi rồi hả? Ừ. Tốt. Đi đi. Tốt nhất là tàn tiệc hay vậy. Trời, mày nghĩ gì sao vậy? Sinh nhật của Tuệ Minh mà kêu tàn tiệc mới về. Anh với Minh Kha vẫn còn thân nhau như ngày nào hả? Tất nhiên rồi, anh với nó là anh em tốt mà. Hai em. Hai anh. Nào quá mới gặp nha. Dạ. Có những khi mưa buồn, một mình em trong nghĩ suy cô đơn. Em có biết trên người em cái gì quyến rũ anh nhất không? Là chiếc cổ này. Bên anh nhưng không thể nào. Người đã có ai kia yêu thương ngọt ngào. Mà sao mỗi lần anh đến em không nói được câu từ chối. Anh nói với em chưa ta? Anh thích nhất là cảm giác vụng trộm như thế này. Vừa hồi hộp nhưng mà vô cùng kích thích. Anh chưa đủ hơn rồi. Bảo An, tuy là em với anh chưa chính thức là gì của nhau, nhưng mà anh đừng có để cho em phát hiện khoảng thời gian bên em anh gian díu với con nào. Anh thấy rồi đó, em giỏi nhất á là đánh người. Tất cả giống như một giấc mơ vậy. Chớp mắt một cái, nhìn tan biến. Bảo An, nếu ngay từ đầu anh không có gì với em thì tại sao những lúc đó lại chân thật như vậy? Rốt cuộc em là cái gì trong lòng anh? Một người tình nhỏ như em không thể níu chân anh. Em chỉ làm được một điều là yêu anh hết thân em. Ê, bà gọi tôi đúng lúc lắm nha. Hôm nay sinh nhật của tôi. Mà tại vì tôi tưởng là bà đi với lại Bảo An, cho nên là tôi không có mời riêng. Thôi, đi lên xe, tôi chở bà qua tới cái chỗ quẩy của tôi. Hôm nay là sinh nhật của Minh hả? Ờ. Thật ra Đình gọi cho Minh là để rủ Minh đi uống một chút thôi. Thì giờ đi qua buổi tiệc đi, xong rồi trong đó rượu thiếu gì uống gì cũng được. Xin lỗi Minh, hôm nay tâm trạng Đình không tốt. Sợ là qua bên đó sẽ làm cho mọi người không vui. Với lại ở bên đó cũng có Bảo An nữa. Mình không muốn gặp anh ấy. Ừ, thì tôi cũng có nghe Minh Khai nói sơ sơ. Tôi nghĩ là giận hờn vu vơ thôi, chứ đâu nghĩ mà nó phức tạp vậy đâu. Nhưng mà theo tôi á, càng như vậy thì phải càng tới, hiểu không? Bây giờ tới đó đi, tôi sẽ giới thiệu một số người bạn của tôi cho bà. Thôi đâu mà để ý tới tên Bảo An nó làm cái gì. Chơi tẹt ga đi. Chơi xong rồi bà mới biết
cái bọn đàn ông đó không là cái nghĩa địa gì á trong cái cuộc sống của hai đứa mình hết trơn á. Với lại á, nhìn bà ủ rũ vậy nè, người ta càng coi thường hơn nữa, đúng không? Thôi đừng có buồn nữa, đi với tôi đi. Hôm nay sinh nhật của tôi mà, tự nhiên chứ gì một người đàn ông mà bà như vậy á. Đi nha. Không cần đâu, mình có hẹn rồi đó, đi rồi xem chụp kịp rồi. Tự em bay đi chụp hả? Thế là thấy An Đình một cái là đứng lên, hãy luôn. Anh như nó là bạn tốt mà. Đúng không Kha? Phải nhiều lắm khi cơn mưa kia qua. Cũng chẳng còn đâu khi bao yêu thương xa. Cũng phải tập quên khi không ai bên ta. Ok chưa? Giật mình nhận ra ta không cần nhau. Chiều nay cơn mưa ngoài kia sẵn lỗ. Ok, cái đó con tim càng thêm sôi bờn. Ta đang dạo chơi xưa những kỷ niệm. Bài sĩ đâu, bài sĩ sao không đâu, bài sĩ đâu em ơi. Khi không còn nghe tiếng nói.